đấu kinh điển là một trận đấu mà ở đó hai đội không được bỏ cuộc. Bùng nổ, kịch tính và vô cùng khắc nghiệt. Liverpool, maybe one of the best teams in decades in this country, in Europe. So I know the reality is one point right now, or we can one up, or two, or three down. This is the norm and the reality. Hai đội không chấp nhận chung một kết quả và hai đội không được nhân nhượng. Chúng ta không thể quên được cái pha bóng mà Mohamed Salah đi bóng qua toàn bộ hàng phòng ngự của Manchester City. I just wanted to be part of a team who can beat the best team in the world. Trận đấu giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola sẽ quyết định danh hiệu, sẽ quyết định món nợ mới và sẽ quyết định sự cô đơn của Pep Guardiola. Kinh điển bóng đá Anh duy nhất trên cả cộng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình My Pick, lựa chọn của tôi. Và ngày hôm nay cùng đồng hành với tôi như thường lệ là bình luận viên Hải Thanh, một người mà đến bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ gọi anh ấy bằng cái tên đó là chuyên gia ngoại hạng. Và để đồng hành với quý vị trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một chủ đề mà có lẽ là trong tuần đấu này tất cả mọi người trên thế giới, tất cả những người yêu mến bóng đá trên thế giới đều phải nói đến, đó là trận kinh điển mới của bóng đá Anh, trận đấu giữa Liverpool và Manchester City. Khi mà cái khoảng cách điểm ở thời điểm hiện tại giữa Liverpool và Manchester City chỉ là một điểm thôi, anh Hải Thanh, trận đấu này có ý nghĩa như thế nào tới cục diện của cả giải đấu? Vâng, trước hết thì xin chào anh Hải Linh, xin chào hàng trăm và hàng nghìn khán giả đang theo dõi livestream qua các kênh tương tác của truyền hình K Cộng. Lần đầu tiên mà chúng tôi gần với quý vị như thế này, gần về mặt tương tác, gần về cái sự trực tiếp, cái sự trực diện trong những trao đổi. Và tôi xin được nhắc với quý vị là quý vị có thể gửi bất kỳ một câu hỏi nào cho tôi và bình luận viên Hải Linh. Song Hải, chúng tôi sẽ là những người bình luận trận đấu này. Tôi và anh Hải Linh sẽ đồng hành cùng quý vị trong trận đấu giữa Liverpool và Man City. Một trận đấu mà với cá nhân tôi, nếu coi Ngoại hạng Anh là một cuộc đua và ở đó có những trận chung kết, người ta vẫn nói đây là trận chung kết, nhưng với tôi đây sẽ là trận chung kết 1. Bởi vì tại sao? Thưa quý vị, chúng ta còn trận chung kết 2. Trận chung kết 2 tôi cho rằng đó là trận đấu giữa Man City và Arsenal, bởi vì đây không chỉ là cuộc đua song mã mà là cuộc đua tam mã. Và sau trận chung kết 2, chúng ta sẽ còn trận hiệp phụ, đó là Liverpool và Man City sẽ còn gặp hai đội là gì? Hiệp phụ thứ nhất sẽ là Tottenham Hotspur và hiệp phụ thứ hai sẽ là Aston Villa. Điều đó có nghĩa là trận đấu này sẽ quyết định một bước ngoặt trong cuộc đua vô địch, chứ nó không quyết định được hoàn toàn và định danh ngay nhà vô địch của chúng ta. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái thứ nó cụ thể hơn đi. Theo anh Thanh thì cái điểm nhấn mà quyết định tới sự thành bại của trận kinh điển mới nước Anh giữa Liverpool và Manchester City, lựa chọn của anh là gì? Khi mà nói về trận đấu này thì phải chia sẻ với anh Hải Linh và chia sẻ với tất cả quý vị. Tôi rất khó để dùng lý trí, rất khó để dùng con số, rất khó để dùng lịch sử để nói về những gì mà tôi muốn dự đoán. Bởi vì đấy, các bạn hãy nhìn những gương mặt này, Jurgen Klopp, những ngôi sao của câu lạc bộ Liverpool. Tất cả những con người này đều có khả năng thay đổi cục diện của trận đấu. Và chúng ta hãy xem lịch sử của cặp đấu này là gì. Lịch sử của cặp đấu này đó là một cái chớm rất nhỏ thôi của cái vạch cầu môn, là một cái tình huống cứu thua cũng ngay trên vạch cầu môn, là những cú sút xa của Fabinho, là cái khoảnh khắc mà Mohamed Salah và dê bóng khuỵu được toàn bộ hàng phòng ngự của Man City, và là những cái khoảnh khắc không thể tin được với Cancelo trong thời gian đỉnh cao đã mắc sai lầm. Bởi vậy nên với tôi, bất kỳ một vị trí nào trên sân trong cặp đấu giữa Liverpool và Man City đều có thể là một vị trí tạo ra một điểm nhấn về mặt tích cực hoặc một điểm nhấn về mặt tiêu cực. Vâng, anh Thanh thì có nói đến về những cái hình ảnh ở trong quá khứ để nói lên cái tính chất cũng như là cái điểm nhấn mà chúng ta có thể chờ đợi ở trong trận kinh điển mới của nước Anh. Với bản thân tôi thì tôi lựa chọn những con số, những con số để có thể đưa ra cái điểm nhấn của trận đấu này. Bởi vì thống kê từ đầu mùa giải đến giờ, thưa quý vị, chúng ta đã có 22 bàn thắng, 22 lần các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Liverpool góp công vào bàn thắng, có thể là ghi bàn hoặc kiến tạo. Nhưng đó là một con số nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh cho đến lúc này. Và chúng ta nhớ lại là ở trong lịch sử của giải bóng đá Ngoại hạng Anh thì Manchester City chính là đội đang giữ kỷ lục với 24 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị góp công vào những bàn thắng. Và thêm một con số nữa để quý vị có thể thấy là những cầu thủ dự bị và những cái phút cuối của trận kinh điển mới nước Anh có thể mang lại những cái cảm xúc vô cùng bùng nổ.
Bởi vì kể từ đầu mùa giải đến giờ thì Liverpool đã có 10 bàn ở ngoại hạng Anh được ghi sau phút 90 của các trận đấu. Và đó là con số nhiều nhất trong lịch sử của giải bóng đá ngoại Anh. Nó ngang bằng với thành tích của mùa giải 2008-2009. Nên tôi nghĩ rằng với trận kinh điển mới của bóng đá Anh, rất có thể một cầu thủ dự bị nào đó sẽ quyết định tới kết quả chung cuộc của trận đấu này. Vâng, và lúc này thì trên livestream của Ca Cộng Sport và truyền hình Ca Cộng thì chúng tôi thấy là tôi thấy có một vài cái nhận định như này, đó là rất nhiều khán giả dự đoán kết quả hòa. Tại sao tôi lại thấy cái nhận định này nhiều? Bởi vì là ở đây có cả những cổ động viên của Arsenal, anh Linh ạ, và có cả những cổ động viên của Man City, có cả những cổ động viên của Liverpool. Thì đôi khi Liverpool họ đang thi đấu với một lực lượng kém hơn Man City thì một kết quả hòa tôi cho rằng có thể chấp nhận được. Còn Man City đá Anfield thì một kết quả hòa tôi cho rằng cũng là một kết quả đủ làm hài lòng Man City. Và như vậy là cái cuộc đua vô địch nó vẫn duy trì khoảng cách giữa ba đội này ở cái khoảng cách là khoảng một trận thắng, và nó không bao giờ vượt quá cái điều đó. Và có một câu hỏi như thế này, một câu hỏi của một bạn, đó là bạn Phạm Nguyễn Huy, là chú Hải Linh và Hải Thanh có thể nhận định về cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool ở Man City được không ạ? Tôi nhường anh Hải Linh câu trả lời trước. Tôi vâng, xin cảm ơn bạn Phạm Nguyên Huy gọi chúng tôi là chú. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là với trận kinh điển mới của bóng đá Anh, chúng ta biết được rằng là trong quá khứ thì Mohamed Salah, tiền đạo người Ai Cập của câu lạc bộ Liverpool, là người đã tham gia vào 17 bàn thắng trong 19 lần ra sân để đối đầu với Manchester City trong quá khứ, trong đó có 11 bàn và 6 pha kiến tạo. Và ngày hôm nay, thông tin mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay có nghĩa là Mohamed Salah đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ Liverpool ở đấu trường Europa League gặp câu lạc bộ Sparta Praha. Và rất có thể vào cuối tuần này anh ấy cũng sẽ có đầy đủ thể lực để ra sân đối đầu với Manchester City. Và tôi kỳ vọng rằng Mohamed Salah sẽ trở thành đầu tàu cũng như là người có thể mang lại cái thành công cho hàng tấn công của câu lạc bộ Liverpool. Đặc biệt là trong bối cảnh mà Liverpool ở thời điểm hiện tại họ đang thiếu rất nhiều các cầu thủ trụ cột. Chúng ta có thể kể đến như là thủ thành Alisson Becker, ví dụ như là Trent Alexander-Arnold hay là Diogo Jota, người cũng đã có phong độ rất cao trước khi mà anh ấy gặp chấn thương. Ngoài ra thì ở hàng tiền vệ chúng ta có thể kể tới là sự thiếu vắng của Curtis Jones. Nhưng mà cái điều mà tôi nhắc đến không phải là cái sự thiếu vắng của các ngôi sao. Ở trong màu áo của câu lạc bộ Liverpool vẫn còn các ngôi sao khác. Và chúng ta cũng biết là Jurgen Klopp cũng như là Pep Guardiola là những người xoay tua cực giỏi và đều là những người mà có khả năng liệu cơm gắp mắm. Và tôi vẫn tin rằng dù có thiếu vắng một vài cầu thủ trụ cột, Liverpool và Manchester City vẫn mang tới cho chúng ta một trận đấu kinh điển mới của bóng đá Anh. Vâng, còn với tôi thì khi mà nhận định về cầu thủ nguy hiểm nhất, có thể là quý vị nhiều người suy nghĩ là nguy hiểm là gì? Nguy hiểm phải kiến tạo, nguy hiểm phải ghi bàn, hoặc nguy hiểm phải giống như là ra sân là phải đóng góp dấu giày trực tiếp vào bàn thắng. Còn với tôi thì cầu thủ tôi nghĩ rằng quan trọng nhất trong trận đấu này, tôi lựa chọn Rodri. Tại sao tôi lại lựa chọn Rodri? Bởi vì quý vị đều biết những cái trận đấu mà Liverpool ở trong cái quãng thời gian đã qua của mùa giải này thì Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào những cái tình huống chuyển đổi trạng thái của họ, và họ sẽ chuyển đổi trạng thái thành công khi mà họ tranh chấp bóng thành công, khi mà họ đoạt bóng được ở khu vực giữa sân, và khi đó thì những Endo, những Mark Allister sẽ phải đương đầu với Rodri, người có thể nói là cân toàn bộ hàng phòng ngự của Manchester City. Và nói đâu xa, Rodri cũng đã đóng góp đến 6 bàn thắng tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Còn ngay trong trận derby Manchester thì Rodri cũng đã có tổng cộng là 2 đường kiến tạo. Nếu quý vị cần một ví dụ về việc khi mà Liverpool hàng tiền vệ của họ chơi lép vế như thế nào ở trước một đối thủ của mình và họ đã chịu thiệt thòi ra làm sao, thì có lẽ là hãy xem trận đấu giữa Liverpool và Arsenal. Một trận đấu mà chúng ta thấy những Declan Rice, những Jorginho của Arsenal đã chơi rất hay trong một ngày mà Gravenbeck cũng như là những cái tiền vệ khác của câu lạc bộ Liverpool đã chơi không tốt. Vâng, ở trên fanpage của truyền hình Ca Cộng thì tôi cũng có nhận được một câu hỏi của bình luận viên Bá Phú. Anh Phú thì hiện tại đã không có mặt ở đây, chắc đang ngồi trước màn hình để theo dõi chương trình này. Anh Phú thì có đặt câu hỏi cho tôi là cầu thủ nào vào sân từ ghế dự bị có thể sẽ ghi bàn trong trận kinh điển mới của nước Anh. Anh Thanh, bây giờ tôi muốn hỏi anh trước đi. Ý kiến cầu của anh đi. Cầu thủ nào vào sân từ ghế dự bị và có thể ghi bàn. Có thể ghi bàn. Vâng. Trước hết là để mà nói cầu thủ nào vào sân từ ghế dự bị thì chúng ta phải biết là cầu thủ nào sẽ đá chính đã. Bởi vì nhìn trong cái giai đoạn vừa rồi thì thấy rằng cả Man City và cả Liverpool thì hai đội này đều có những cái việc rất là khó đoán trong hình xuất phát. Với Man City chúng ta biết rằng huấn luyện viên Pep Guardiola luôn xoay chuyển cái đội hình của mình. Còn với trường hợp của Liverpool thì Jurgen Klopp sử dụng những cầu thủ của mình một cách bập bõm. Và nếu như Mohamed Salah có thể kịp bình phục chấn thương thì không loại trừ khả năng Darwin Núñez có thêm một trận đấu nữa vào sân từ ghế dự bị. Nhưng mà Diogo Jota thì cũng đã chấn thương cái tuần vừa rồi, nên là ban đầu thì tôi rất là thích cái sự lựa chọn mang tên Darwin Núñez, giống như cái trận đấu gần nhất mà tôi bình luận Darwin Núñez vào sân từ ghế dự bị và có thể ghi bàn. Nhưng với trường hợp của câu lạc bộ Liverpool thì
tôi dự cảm rằng đó có thể sẽ lại là một cầu thủ khác chứ không phải là Darwin Núñez, bởi vì cầu thủ này sẽ đá chính trong trận đấu đó.